Em đã thấy một màu vàng rất đậm. Không tin thì mở hộp ra xem. Hy vọng là ai bà. Thôi ông biết ăn ngồi hết chưa? Hi, chào buổi sáng tất cả mọi người, mình là Khoai, chào mừng các bạn đến với kênh Khoai Lang Thang. Bây giờ là 4 giờ sáng và mọi người có thể nghe sau lưng Khoai mấy cái tiếng con ếch ợp, con dế nó kêu. Và có mẹ Khoai. Việt Nam mình có một cái giống sầu riêng rất là nổi tiếng, đó là sầu riêng Ri6. Và hầu như là cái đó là cái giống sầu riêng mà Khoai nghĩ là Khoai thích ăn nhất trên thế giới này luôn á. Vì hột lép nè, béo nè, ngọt vừa phải và rất là thơm nữa. Nhưng có bao giờ mọi người đặt một cái câu hỏi là từ đâu mà giống sầu riêng Ri6 ra đời không? Khoai thấy là ở quê Khoai là Cái Mơn nè, Cái Lẩy, Cái Bè cũng rất nổi tiếng về cái nơi trồng sầu riêng Ri6. Nhưng mà có một cái vùng đất mà cái giống sầu riêng Ri6 đó ra đời, đó là huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Và ngày hôm nay Khoai và em Khoai vừa mới chuẩn bị xong xe sẽ cùng nhau đến nhà của chú Sáu Ri, gặp anh Hậu, con trai chú Sáu Ri, và mình sẽ cùng nhau có một cái hành trình rất là thú vị để mà cùng nhau hái rất nhiều trái sầu riêng. Dạ. Khoai ngồi Khoai dựng clip á thì Khoai mới nhớ là Khoai quên bóp cửa khi đi ra khỏi cổng mà mọi người ơi. Quên lời mẹ dặn vào lúc sáng sớm luôn chứ. Nhà Khoai cách nhà anh Hậu khoảng tầm hơn 10 cây số thôi. Cho nên là Khoai chạy tầm khoảng 10-15 phút là tới rồi. Ủa? Sao không thấy ai nè? Xin giới thiệu với mọi người, đây là anh Hậu. Chào mọi người. Mực. Nghe nó thân thiện quá. Mọi người sẽ có tới 2 chiếc xe. Và ngày hôm nay Khoai sẽ cùng mọi người để đi ké theo để coi mọi người đi hái sầu riêng. Đây là lần đầu tiên mà em đi hái sầu riêng kiểu vậy luôn á. Nhìn thành chén. Đây là bến phà Đình Khao, sát bên nhà của anh Hậu. Bến phà này là nỗi ám ảnh của Khoai mỗi khi Tết tới mọi người. Tại vì bình thường Tết đó là bị kẹt xe ghê lắm, nhiều khi là kẹt mấy tiếng đồng hồ. Hy vọng là hôm nay sẽ không gặp trên mưa. Ở miền Tây lúc sáng sớm mọi người có thể thấy những cái xe chở đồ tươi như vậy, rau củ quả, hoặc là những cái ghe ở trên sông cũng chở rau củ quả. Khung cảnh buổi sáng sớm xong rồi rất là nhiều màu xanh, đường càng ngày càng nhỏ. Vườn mình hái ngày hôm nay là đây ha. Vườn hái đây, để anh chạy vô đây đi. Khoai vừa mới xuống xe mọi người. Đây cũng có một cây cốc bự nè, nó đang ra trái. Ôi là trời, biết vậy hả, mình đem theo hũ muối Tây Ninh xong mình giờ đem mình xin hái mấy trái cốc mình ngồi ăn. Mọi người thì bắt đầu đi vô trong kia để chuẩn bị ra vườn sầu riêng. Còn anh Hậu thì đang đậu xe ở trên kia. Wow, có cà phê. Có cà phê rồi. Này, cà phê có lượng không anh? Cà phê có nhả xương không? À, bữa nay cà phê uống chứ không có phun. Uống cà phê không, ông để nguyên xác luôn trời. Ai cũng sưng mất mất. Thì sáng sớm mới ngủ dậy mặt sưng vậy. Em Khoai nó kêu là mặt Khoai sưng đó, nhưng mà nhìn mặt nó cũng sưng nè. Không, mặt ai cũng sưng hết trơn, mấy anh cắt sưng ai cũng sưng hết trơn. Dậy sớm mọi người, 3-4 giờ phải dậy rồi nên thiếu ngủ nên mặt hơi sưng, mọi người thông cảm nha. Bây giờ mình ra xuống vườn mình đi luôn. Wow, vườn sầu riêng đẹp như trong mơ luôn mọi người. Có một cái con rạch nhỏ, kênh nhỏ ở giữa. Xong rồi có hai cái xuồng. Dạ, Khoai Lang Thang. Còn hai bên là mọi người thấy cỏ mọc xanh rất là mát. Sầu riêng sẽ được hái xong rồi hồi mình sẽ chất lên. Chuyện á, xuống vào mình gieo hết nữa kìa. Đây nè, xuống dưới này nè. Để đi mấy anh em ơi. Chia ra. Đi bộ. Đi bộ cũng được. Ôi, mọi người coi nè. Đi lên lại lấy. Sao thấy ham không em? Anh nghe mùi sầu riêng chín thơm thơm luôn á. Chắc là có mấy cây chín trái, mấy trái chín cây á. Anh ghe nào cũng được. Ghe này nó sâu lòng hơn nè. À, em lên ghe này chưa? Em lên luôn không hay là em đi bộ? Em đi bộ một phút đi, hồi hắn lại đợi em xíu nha. Bộ xa lắm nha. Ờ vậy em luôn đi, đưa máy lên đây. Nhảy lên luôn đi em ơi. Hoài xuống tới xuống vườn luôn à. Đưa máy. Rồi. Em. Đó, đi với xuồng em quay thịt cây ra phá trời. Vậy này mới mần cỏ không anh? Mới phát hôm qua. Dạ. Chưa xong nữa. Làm bài bản nha. Này đẹp quá, này là du lịch sinh thái thì sao? Không có cái nào cửa nào bằng. À, đưa vô cái cây này trái cái này vậy. Cái nào anh? Này hả? Ôi. Trên. Dạ. Ý là một chùm chỉ chừa có một trái hai trái thôi nha. Nó một đầy nhánh luôn á. Cái xuồng kia đi xuồng chậm quá. Quê khoai thì ở Cái Mơn mọi người, thì cũng có trồng sầu riêng nhưng mà đây là lần đầu tiên mà khoai được vô một cái vườn mà đẹp như vậy luôn á. Kiểu cảm giác á, hai bên xanh mướt xong rồi cỏ cũng xanh, xong có một cái con kênh ở giữa là mình chèo xuồng ra giữa vườn như vậy. Và đặc biệt nữa là mấy cây sầu riêng cây nào cũng kiểu trái hết. Xuồng kia đi chậm quá. Ốc bơi luôn rồi. Sao chiếc xuồng kia thấy trống cực dữ anh. Đây, giờ mình tới được một cái ngã ba, mình sẽ quẹo. Trời luôn. Ôi, có cây cầu. Qua rồi mình rút cầu luôn đi. Thả xuống nha anh. Thả vô chừng chết nha anh. Wow. Qua bên đó luôn dính rồi. Họ chủ vườn này mốt có làm du lịch sinh thái không anh? Cái đẹp quá. Rồi, rước khách. Mình qua bờ bìa đi cho mấy ông này cắt bờ bìa bánh trước đi. Mấy sao rồi vô đường bên đây gãy nhánh trời. Trời ơi cái này nó sai thế này nó tét nhánh luôn rồi. Trời đi cái này luôn rồi sao. Trời ơi nhánh này 4-5 trái luôn, ổn quá. 4 trái à? 2 trái là nhánh nhỏ. Mọi người thấy là một cái chùm bông chỉ chừa một trái, cao lắm là 2 trái thôi nhưng mà nhìn vẫn rất là sai cây. Thấy thang không ông ấy? Bước từ từ nha, em đạp một cái là nó bay cái xuồng đó đó. Còn cắt bên đó đây. Anh Hậu thì anh đi ghe sau này. Hồi nãy em thấy anh Hậu chèo mà sao giờ anh đổ anh này rồi. Anh này không xuống nó để anh chèo cho. Rồi xuống lên bờ. Cây này nó nặng quá, nó tét nhánh mà. Đeo cái bao tay chụp vậy thôi ha. Đây là trái đầu tiên của ngày hôm nay. Đừng để gãy cuốn anh chấn sao cho khéo gì mà đừng để gãy cuốn nha. Gãy cuốn là vô em dạt á. Xuất sắc luôn mọi người. Cái đó để tách ra để lấy cơm ở trong để gọi là thử cơm mọi người. Trước một cái đợt hái thì người ta sẽ thử xem cái cơm sầu riêng nó có ngon không. Khi mà thái, những anh thợ hái sầu riêng á, anh sẽ dùng con dao thái, anh gõ. Nghe được cái tiếng là sẽ biết được trái sầu riêng nó đã đủ ngày, đủ tháng, đủ già chưa. Hôm nay có thể đi ra thăm nhãn, năm gọi mình nhãn đi đo. Để khi về tới mùa đó rồi muốn mua cái gì đó điện lên. Đây mọi người có thể thấy là có những trái chưa có cục dây và có những cái trái cục rồi. Vì sầu riêng khi mà nó chín á, nó sẽ buông cái cuốn này ra, cái phần rãnh này nè, nó buông rớt ra. Cho nên những cái trái mà nó già thì người ta sẽ bắt đầu cột dây, cột cái trái này cho nó bám vào trong cái nhánh này. Thì lỡ mà nó già và nó buông cuốn thì nó sẽ không có bị rớt đất, nó dập, nó hư trái sầu riêng của mình. Lựu đạn. Cái này nó ngang tầm là mình đi mà mình quên mình đập cái mặt vô là mặt mình như gỗ luôn. Cái là xì máu liền. Khởi sẽ nhờ anh Hậu, ảnh sẽ chỉ cách để lựa sầu riêng trên cây. Mình phân biệt bằng tiếng gõ của dao nè. Dạ. Đây khi mà nó đã chín á, thì nó cái cơm với cái vỏ nó sẽ có một cái khoảng hở. Khi mà trái mà nó già lại thì nó sẽ có một cái khoảng hở. Dạ. Mình gõ là cảm giác là nó bọng, nó có một cái âm thanh hơi bọng vậy đó. Dạ. Còn nếu mà chín thì nó sẽ bọt lớn hơn. Dạ. Con thì nó cái tiếng bọt nó càng lớn càng bọng. Ừ. Thì là nó đã càng chín. Rồi, nó càng chín. Còn nếu mà nó càng non thì nó dạ, nghe tiếng nó cứng hơn. Dạ. Hay là mình thử gõ trái non với trái già em nghe thử anh, chứ em nghe tiếng nào anh cũng thấy bập bợp hết. Đây nè, nghe thử cái này đi. Dạ. À, nó tạch tạch tạch. À, nè âm thanh khác nè. À, nó trầm hơn. À. Dạ. Rồi mốt em biết đường đi lựa sầu riêng chín rồi. Em quê Cái Mơn chứ em lựa sầu riêng cũng hên xui lắm. À. Còn nếu mà nó già hay không già thì mình phải nhìn cái gân của nó. Dạ. Cái gân này. Dạ. Cái gân này. Nó rõ thì nó sẽ già. Ờ, nó rõ hơn. Dạ. Như trái nó còn xanh này thì nó, nè em nhìn thấy không? Cái gân này nó chưa có lên ha. Dạ. Yeah. Cái gân là cái phần giống như là nó chính giữa cái muối. Cái chỗ mà để mình tách cơm á. Dạ. Cái gân này. Dạ. Yeah. Trái non thì nó sẽ không rõ bằng. Nó không rõ bằng. Còn này nó rõ hơn mà nó khuyết hơn. Đây. Dạ. Yeah. Mà nó khuyết hơn nè. Dạ. Yeah. So với mấy này thì nó bằng đi, còn nhiêu này nó sẽ khuyết hơn. Dạ. Yeah. Cái cuốn thì sao hả anh? Cuốn nè. Ví dụ nó già nó sẽ nụ hơn nè. À là nó kiểu nó co này lên luôn. Nó nụ nè ha. Dạ. Còn cái này nó chưa nụ nè. Là nó còn thon. Ừ, nó còn thon. Nhưng mà nó càng già nó sẽ càng nụ. Dạ. Thôi chụp để bên đây một cái, bên kia một cái gì đó, để chung cái nó khỏe. Đèn trên đầu. Để nó khỏe anh nữa, còn khỏe bên em đó. Anh ơi cho em hỏi là mình phải luyện tập bao nhiêu lâu mình mới chụp được sầu riêng vậy anh? Chụp lâu lắm rồi. Lâu năm rồi mới được vậy chứ. Vậy vừa mới vô anh đâu dám chụp đâu. Thôi có cũng đợi đầu vài trái rồi mới chụp thành công chứ. Vậy là lúc mới tập là mình phải đội nó bảo hiểm đúng không? Qua khổ luyện không? Ừ. Cũng như thời thi người đi chín ngàn còn ngàn nữa cuối cùng bị dính luôn. Ở đâu à? Dạ. Là chứng tỏ nó chín rồi đấy. Không có dao thì dọng cái đít vô cái gốc cây. Không có, cái này là lấy cái này là ịnh vô đầu á. Trời ơi, rồi xong luôn á. Là trái sầu riêng nó có màu hồng nha. Đây anh sẽ anh lách vào trong cái khe của nó đúng không? Ừ. Cái đường chỉ cái đường này đường gân hồi nãy đúng không? Dạ. Nó chính là mình chỉ cần lách nhẹ thôi. Ôi sầu riêng. Đường gân này là mở ra nè, đường gân này là không có mở được. Dạ. Đường gân đó là đóng lại. Em đã thấy một màu vàng rất đậm. Không tin thì mở hộp ra xem. Dạ. Mấy chú đằng kia kêu coi kênh Khoai Lang. Em cảm ơn anh. Dạ, em cảm ơn. Nghe cái tiếng tách sầu riêng nghe hấp dẫn quá. Anh Hậu lấy đi. Sao anh lấy luôn không? Anh ăn đi. Rồi, mời mọi người. Dạ, em cũng lấy đi. Rồi. 2, 3. Mấy người chín tới không? Ừ, thơm. Cơm nó còn hơi trực. Ngọt, béo. Nó còn ráo cơm. Muối kem là nó dẻo cơm luôn rồi anh Hậu ơi. Nhưng mà nó chưa có độ. Nó chưa có hơi mềm á. Nếu mà ngầm người thích ăn. Em khoái, em thấy ráo vậy nè. Dạ. Như cái nãy anh em mình khui là nó cái muối của em hầu như không có hột luôn rồi. Được hả? Vậy là em hên á, muối anh cũng có hột nè. Tự nhiên nhắc tới hột sầu riêng cái mọi người biết khoai thèm gì không? Khoai em là hột sầu riêng luộc với lại hột sầu riêng lùi tò cho ăn ngon lắm. Nhưng mà hột này sao lùi? Hột ăn luôn nè. Cái hột này nó hấp ăn ngon mà. Cái muối này bao vàng luôn nè. Không tin mở hộp ra xem. Nãy vàng đều nha mọi người. Sầu riêng chín cây mà mọi người thấy gần cuốn nó vẫn vàng. Anh chắc lưỡi. Ngon quá. Anh đang hành hạ cameraman. Cái hộp nó cũng lép nè. Béo mà thơm mà ngọt, mà nó có cái độ dẻo dẻo của cái cơm sầu riêng á. Nó vẫn ráo cơm nhưng mà nó vẫn dẻo chứ nó không có phải bị ướt. Nó đúng theo cái độ tuổi già của trái á. Dạ. Chứ mình không có cắt ép nên nó đúng phẩm chất của sầu riêng này, đúng nghĩa luôn. Dạ. Tưởng tượng như là mình bỏ mình bón phân, mình không bón phân, mình bón bằng đường mía vậy đó. Nói người ta tưởng thiệt. Chóng thấy nặng tay không anh? Không, ở đâu không muốn đi nữa à. Chiếc ghe này chắc tầm khoảng trên dưới 1 tấn á. Ghe bạc triệu luôn nha anh. Trách nhiệm nặng nề trên đôi tay. Sầu riêng là một trong những đặc sản rất nổi tiếng của miền Nam và của Việt Nam mình, nhất là sầu riêng Ri6. Nhưng mà có rất nhiều người không biết lựa sầu riêng sao cho ngon, với lại cũng không biết cái chỗ nào mua cho uy tín. Thường Khoai là quê ở Cái Mơn ở miền Tây, nhưng mà Khoai lên Sài Gòn Khoai cũng mua sầu riêng lòng hoài. Cho nên là có một cái địa điểm, một cái nơi mà Khoai nghĩ là mọi người có thể mua được sầu riêng mà giá cả hợp lý và nguồn gốc rõ ràng và ngon nữa, đó là GrabMart. GrabMart là một trong những cái ứng dụng, GrabMart hay còn gọi một cách thân thiết hơn là Grab chợ mọi người. Khoai đã từng làm một cái vài cái clip ở trên Facebook để kết hợp với Grab về chiến dịch mà hỗ trợ cho chợ truyền thống á. Thì năm nay là năm thứ 2 mà GrabMart kết hợp với lại cục phát triển doanh nghiệp nè, cục chế biến và phát triển thị trường nông sản, trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư. Đó là 4 đơn vị này cùng nhau để mà hỗ trợ số hóa nông sản, hỗ trợ liên kết với lại bà con nông dân và hỗ trợ thúc đẩy tiêu thụ thị trường nông sản của Việt Nam mình. Không chỉ mỗi miền Nam, miền Tây mình đâu mà có cả miền Bắc và miền Trung nữa. Miền Nam mình thì Khoai nghe nói là hình như là có cả xoài cát Hòa Lộc. Ngoài Bắc thì hình như là có vải, miền Trung là có bơ. Cho nên bạn nào mà muốn mua sầu riêng mà có nguồn gốc rõ ràng rồi ủng hộ được cho nông sản miền Tây thì nhớ lên GrabMart và vô đó để mà mua nhé. Lâu lắm rồi thì Khoai mới có kết hợp một cái dự án chung với một cái nhãn hàng trên YouTube như vậy. Cảm thấy là tự hào mọi người, tại vì mình đang hỗ trợ cho nông sản của quê mình có thể tiếp cận gần hơn với người tiêu dùng. Ban là tên Sáu Ri, giống này trồng thì nó tầm khoảng năm 90-92 gì đó. Dạ. Thì bắt đầu năm 96 là nó đã có trái. Vườn nhà đó ba lai tạo được có 4 cây. Dạ. Có 2 cây có trái trước, 2 cây có trái sau. Sản lượng thì cũng đâu có nhiều đâu. Hầu như là đem cho bà con những người thân tộc á. Xong cái ai cũng khen hết. Ừ, ai cũng khen hết. Có bà dì bà bán ngay cái bến phà Đình Khao hồi nãy mình đi qua đó. Dạ. Cái để nó bán cái sự vô tình là ở tỉnh, ở đài truyền hình người ta mua được cái trái đó ăn, ta thấy ngon, cái đầu người ta quay cái nổi tiếng từ đó luôn. Nổi tiếng không cái đầu khi mà sau này ba anh mới đem đi thi. Dạ. Khi mà đã có đài truyền hình thì truyền thông nó mới biết, cái đầu mới vận động là đem ba anh em đi cái 2 cái trái đem đi vào viện nghiên cứu cây ăn quả miền Nam thi thì đó 2 trái nó đều là đạt giải nhất hết. Dạ. Thì bắt đầu về từ đó là bắt đầu là nhân giống tới thời điểm này là cũng lịch sử nó khoảng tầm 30 năm. Dạ. Đây sầu riêng chín tại vườn nha. Đó đúng rồi, quay đàng hoàng anh. Chín tại cây luôn á chứ. Anh lấy hỏi chỉnh vô anh Năm ơi. Đừng cái đường chua quá. Chín tại vườn. Ngồi đàng hoàng khép há lại ông nội. lên YouTube mà. Cái này tự nhiên vậy nè. Chấm lại. Cắt đang quay mà cắt cái đó. Cái gì vậy? Mà cắt cái đó em đi qua kìa. 9 cây tại vườn. Nó vừa chín tới. Ngon không? Thấy cái mẫu mã ngon quá mà để khui tông ra. Chắc vườn ảnh làm rạp đó. Là có tiếng từ đó giờ luôn, từ xưa tới giờ. Sao chị? Nó vừa chín tới khui cái này vừa chín tới ăn mới ngon. Vừa chín tới là mình không có khui theo cái ấy được ha. Tại mình thích ăn vậy, vừa chín tới. Ăn vậy nó gáo, mình có dính tay nào. Ngon lắm. Rồi. Trời tới luôn rồi. Cái này cái lần gọc. Dạ. Mấy ta kia là mùi quá. Năm làm bánh lần gọc hết trơn. Rồi trước sau nó cũng sẽ vô bụng mình. Trời ơi trời, thử mùi không nghe thèm hoài. Làm như là nào vậy chưa được ăn sầu riêng. Mấy vườn kia đó cho ăn đâu chị. Ừ. Bởi vậy kệ ăn đi rồi hồi vô tính tiền sao? Cân giỏ nha. Cân giỏ lại. Lấy tiền của năm mới được chứ không lấy đúng tiền rồi. Của ai chứ. Rồi bỏ vô miệng nữa coi. Rồi quay nữa rồi. Rồi phát biểu nhìn mặt thôi nè. Vợ nón lên nè. Phát biểu anh cổ vô ông nội. Giờ 10 điểm anh chấm mấy điểm? Ngon cơm bệnh không? Cơm bệnh ha. Đưa cho em đếm mỏ lại, đếm mỏ lại. Anh dính mỏ quá trời kìa. Bên này. Đưa cha. Ăn đi cưng. Thôi chị vô vườn thử đi. Thôi cho em miếng kia đi. Thôi nó nhiều lắm. Sao nãy anh chủ anh nói là chị ăn là 2 trái không xi nhê. Trái 1 à. Mới có học mà chị chơi nhiều. Bà ăn sầu riêng bà ơi. Trời ơi. Nó mịn mà nó béo nữa nằm ở ngọt quá trời. Đó, đó. Trời ơi, không trẻ muối ra làm đôi luôn rồi. Em cảm ơn anh. Dạ. Béo lắm nữa. Ảnh khỏi cái ăn nhiều đi. Giái đã ăn có một hộp gì không? Coi như ăn hồi chị ăn miếng, hồi ăn miếng ăn hồi hết trơn. Ảnh nói chị ăn cái lẩu đó. Không có không nghe, không có không chở đi ha. Béo ha. Béo. Hột lép không? Lép bôi béo mà mịn đó. Trời ơi muối chật. Chị có khoái ăn hột sầu riêng luộc không? Chưa biết. Chưa luộc. Trời ơi. Cái đó hôm qua. Cái đó tiền thống. Hôm qua nó hột bự đúng không? Nhưng mà cái này mốt chị lấy mấy cái hột bự bự á, chị luộc cái ăn thử đi ngon lắm. Đúng không? Ngon là đi lùi cho cũng không. Chưa chị chưa luộc bao giờ luôn. Được rồi. 5 lông vịt là có, nổi lên mà 5 lông vịt hả? Mà sao tên mình có biệt danh 5 lông vịt vậy anh? Tại vì nó chung lông quá. Nhiều anh em đủ tên nữa. Nè hậu gà trúng thiến. Tự nhiên tới hậu trúng thiến. Trí rồi trí đại pháp. Đại pháp. Ui. Ồ gì đừng có vô sao em đưa hả đấy kia nó nằm nó chịu tới nọ vô. Cho nên đây là một trong những nghề mà có thể gọi là nghề nguy hiểm nhất thế giới mọi người. Có những sự cố xảy ra bất ngờ cho nên lúc nào mình cũng phải để ý. Bà đi chụp sầu riêng với con không? Giờ thì Khoai với lại ngoại sẽ ra chụp sầu riêng. Ngoại chụp mầm mẫu với con trước con trái nha, xong rồi tới lượt con chụp. Bà ngoại là đẹp trai thì mới chụp. Bà ngoại là đẹp trai thì mới chụp. Sầu riêng sẽ được chất từ trên ghe thành đống. Mọi người nhớ vô ứng dụng Grab và chọn GrabMart để mua sầu riêng ủng hộ bà con miền Tây nha. Hy vọng là dự án này sẽ được nhiều người ủng hộ để mà nó sẽ được lan tỏa và mở rộng ra nhiều hơn những cái loại nông sản khác của cả nước mình nữa. Sắp tới nếu mà không có gì thay đổi thì Khoai nghĩ là Khoai sẽ cùng đồng hành với Grab trong cái việc quảng bá trái bơ, xoài cát Hòa Lộc với lại vải thiều. Và GrabMart là một cái ứng dụng mà Khoai nghĩ là mọi người có thể dùng để đi chợ online mọi người. Ở Sài Gòn thì Khoai hay đi chợ trên Grab xong rồi mua hầu như tất cả mọi thứ ở siêu thị hay chợ có bán thì Grab đều có bán hết. Mình chỉ cần lên đó chọn mặt hàng mình mua xong rồi người ta sẽ giao tới tận nhà cho mình trong nửa tiếng là có mặt. Mấy chiếc sầu riêng chất vô trong xe nhìn đều ro mọi người. Vô ăn luôn. Dạ. Vô ăn luôn. Ngồi cho tiền cò. Này là cháu gà. Vô. Vô, nước mắm nguyên chi cho nó đậm đà. Không có làm. Nội ăn cơm nội ơi. Dạ, ăn nữa nè ơi. Dạ. Sau bữa ăn trưa no nê xong thì anh em sẽ cùng nhau lên giỏ lãi và cùng thẳng tiến tới một cái vườn sầu riêng rất đặc biệt. Đặc biệt vì vườn sầu riêng này không thể tiếp cận bằng những phương tiện bình thường mà mình phải đi giỏ lãi và ghe xuồng mọi người. Tự nhiên cái đi giỏ lãi như vậy làm Khoai nhớ Cà Mau quá chừng. Lâu lắm rồi mới có cái cảm giác đi giỏ lãi giữa miền Tây như vậy. Đi cắt kiệt làm gì, đi đánh giặc ở Nguyên. Vườn sầu riêng này thì mới có 5-6 tuổi thôi nên cây nó còn nhỏ nhỏ nhưng mà trái cũng nhiều lắm nha. Quá trình hái thì cũng giống như lúc nãy thôi. Nhưng mà chỉ có khác là thay vì mình chất lên xe tải thì bây giờ mình chất lên trên giỏ lãi để mình chở về. Khoai đang hồi hộp là tối nay á, ghé nhà anh Hậu để mà coi hai cây sầu riêng Ri6 đầu dòng, là hai cây sầu riêng Ri6 30 năm tuổi đầu tiên ở Việt Nam mình, nó ra sao. Đó, anh chịu trách nhiệm, anh cầm là anh chịu trách nhiệm thôi. Không ai, tại cái đứa dưới bỏ chạy đó. Hết khả năng rồi, hết khả năng. Nó ăn luôn rồi kìa. Ngon không? Bỏ cái hộp lại nha anh. Bỏ cái hộp lại nha anh. Tới nơi. Bây giờ là khoảng 6 giờ rưỡi rồi mọi người. Và xe sắp về tới lại phà Đình Khao. Mấy ngày mà bình thường anh đi có hay kiểu đi sáng sớm mà về lúc tối vậy không? Công việc của anh là thường xuyên mà. Dạ. Về như thế là sớm á. Nay về vậy là sớm. Chúng ta đã quay về lại cái địa điểm xuất phát lúc sáng sớm. Toàn bộ sầu riêng của ngày hôm nay là nằm ở đây hết luôn mọi người. Khoảng 5 tấn mấy sầu riêng. Dư sức anh ơi. Không biết mọi người có hồi hộp không chứ Khoai cũng rất là tò mò, không biết cái cây đầu tiên của cây Ri6. Ôi từ từ. Rồi chắc là chính xác luôn rồi đó. Rồi. Đứng đây đi. Thấy được không? Dạ em thấy sáng trưng rõ luôn anh. Cây này là anh nói được bao nhiêu năm tuổi rồi? Cây này chắc nó gần 30 năm hả? Dạ 30 năm, đây là hai cây sầu riêng Ri6 đầu tiên, đầu dòng ở Việt Nam mình. Cây ở bên đây với một cây ở trong hơn. Giờ nó già lắm rồi. Dạ. Hai cây này á, trái ra cái khẩu vị có khác nhau không? Hay hai cây y chang nhau anh? Hai cây, nó có một cây là cái vỏ nó bị, cái vỏ một cây vỏ nó xanh, một cây nó vỏ nó có bông. Dạ. Hai cây nó khác nhau nhưng mà cơm thì giống nhau. Dạ. Lớn rồi em. Cao chắc cũng phải cái này chắc cao tầm khoảng 15-16 mét. Cái, coi như là mình không có dưỡng trái, không có để trái nữa. Dạ. Chỉ để coi như mình nói là cái nơi là lưu trữ của cái giống này. Dạ. Bây giờ thì Khoai với lại em Khoai sẽ đi vô nhà xong rồi sẽ mang sầu riêng về cho mẹ. Mẹ Khoai cũng thích ăn sầu riêng lắm. Mang trái sầu riêng mà kiểu vừa chín tới trên cây đem về coi coi mẹ ăn mà nhận xét làm sao. Dạ rồi, em về nha. Dạ rồi, hẹn gặp lại. Dạ. Mực nó trắng đường rồi. Bye bye mực. Em ăn cơm rồi. Chưa hay biết gì. Cái iPad của mẹ giờ gọi xong được đó Nam. Cắt theo cái kiểu ấy của nó nè. Rồi luôn, hấp dẫn luôn. là thanh thau dính cây. Sao ghiêng mà thanh thau? Ừ. Mẹ tìm cái từ đâu ra mẹ, cái từ gì thanh thau là sao? Không ngọt, trời ơi, từ ngữ Việt Nam mà. Công nhận ngọt mà nó ngọt. Mà nó thanh thiết khiết đúng không? Ừ, thanh thau luôn. Ngon lắm. Ngọt mà nó khác cái sụn. Đó là thánh thiện. Rồi nó trong lành ánh sương mai lập lè lấp lánh đúng không? Vỏ nó hơi dày vậy không biết sao. Cây này chắc cũng mới có chừng khoảng chục năm. Cây già càng già vỏ càng mỏng. Ngon tuyệt vời. Cả một ngày ăn sầu riêng. Thôi hy vọng là mọi người sẽ thích clip này. Nếu muốn ăn sầu riêng thì nhớ lên GrabMart mua sầu riêng ủng hộ bà con miền Tây nha. Giờ thì Khoa sẽ đi tắm rửa sau rồi ăn tối. Mọi người nhớ bấm like, bấm đăng ký nếu thích clip này, nhớ bấm share ủng hộ Khoa nha. Và nếu có gì không hài lòng thì nhớ bình luận ở phía dưới, Khoa sẽ đọc. Hẹn gặp lại mọi người ở những clip sau. Bye bye. Chào tạm biệt mọi người, mình là Khoai. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về du lịch và ăn uống của mình mỗi tuần nha.